Em xin trân trọng kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Thì trong ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng cho anh chị em một mẫu xe cực kỳ là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Một mẫu xe quốc dân lồi đồng cối đá bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, anh chị em cũng đã đoán ra đó là chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó là một chiếc Toyota Vios được sản xuất vào năm 2018, đăng ký lần đầu 2019, số sàn động cơ 1.5 bản E màu vàng cát đấy ạ. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, order mới chạy được hơn 2 vạn, máy zin số zin, xe đẹp không lỗi anh em nhé. Và bên em đang chào bán cho mẫu xe này với giá là 420 triệu đồng ạ. Vâng, 420 triệu, đó là giá chào bán của chiếc Vios đời 2018, đăng ký lần đầu 2019, số sàn động cơ 1.5 bản E tư nhân, một chủ từ đầu, order mới chạy được hơn 3 vạn, máy zin số zin, xe đẹp không lỗi các bác nhá. Và trước này là bản 7 túi khí này, cực kỳ là an toàn luôn ạ. Anh chị em mà đang quan tâm về cái dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vita Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, và bên em cũng hỗ trợ nha chị em mua xe trả góp từ 50% đến 70% giá trị của xe. Hỗ trợ xe từ đời 2013 trở đi anh em nhé. Và chiếc Vios đời 2018 đăng ký lần đầu 2019 đây, bên em hỗ trợ nha chị em mua xe trả góp lên đến 70% giá trị của xe. Đó, cho nên là nha chị em đang có nhu cầu mua xe trả góp thì hãy nhanh tay nhấc máy lên alo cho em qua số hotline là 0855 966 966. Em sẽ tư vấn, hỗ trợ hồ sơ thủ tục để cho anh chị em mua xe trả góp ạ. Và đây là tổng thành form dáng những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe ạ. Đó, một chiếc xe được trang bị lớp sơn màu vàng cát còn cực kỳ là bóng bẩy này. Sơn zin lên đến 97-98%. Đó, một chiếc xe quốc dân lồi đồng cối đá, thể hiện sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Lên form mới anh chị em nhé, lên form mới rồi và đã được trang bị 7 túi khí an toàn. Có cả túi khí an toàn cho đầu gối người lái, cực kỳ là an toàn cho chúng ta luôn ạ. Anh chị em mà mua chiếc xe này về để đi gia đình thì gia đình chúng ta được bảo vệ cực kỳ là an toàn anh chị em nhé. 7 túi khí xung quanh xe. Đó, form dáng của chiếc xe ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết phần ngoại thất của chiếc xe. Vâng, đầu tiên là phần đầu xe ạ, logo cũng được mạ ốp chrome này. Đèn của xe thì vẫn là đèn halogen anh chị em nhé. Vâng, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen này, có trang bị đèn gầm đấy ạ. Và anh chị em có thể nhìn thấy cặp đèn pha của xe đây. Vâng, cặp đèn pha của xe thì còn cực kỳ là trong và sáng luôn, như mới các bác nhá, không có hiện tượng mờ, vẩn đục, vàng ố ạ. Những cái khớp lối của xe đây ạ. Vâng, những cái khớp lối của xe thì vẫn còn khít này. Đó, chứng tỏ xe không có cái hiện tượng là va quẹt cái phần cản trước anh chị em nhá. Sang cái cụm đèn pha bên này. Vâng ạ, cụm đèn pha bên này thì cũng còn trong sáng này. Đó, cũng còn trong sáng như mới này. Anh chị em cũng có thể nhìn thấy đây, không có hiện tượng mờ, vẩn đục anh chị em nhá. Những cái khớp lối vẫn còn khít này. La răng của xe thì còn đẹp như mới luôn. Vâng, đây la răng của xe thì còn đẹp như mới này. Cua lốp bên trong của xe đây. Và cua lốp bên trong của xe sạch sẽ này, không có hiện tượng hàn gì các bác nhá. Đó, còn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Sang đến phần thân xe. Vâng, sang phần thân xe thì xe đã được trang bị 4 la răng đúc này. Đó, xi nhan tích hợp bên sườn xe đây ạ. Vâng, xi nhan tích hợp bên sườn xe đây. Tay nắm cửa cũng được mạ ốp chrome này. Đó, tay nắm cửa cũng được mạ ốp chrome này. La răng của xe thì còn như mới luôn, đẹp như mới luôn, không có hiện tượng bị chém vào la răng này, xong rồi là bị xước sát anh chị em nhá. Cua lốp bên trong sạch sẽ này, không có hiện tượng han gì này. Vâng, đây cua lốp bên trong đây. Ra đến phần đuôi xe. Vâng, ra đến phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi rồi, cực kỳ là an toàn tiện lợi cho anh chị em khi mà mình lùi xe. Và cái cặp đèn hậu của xe. Vâng, cái cặp đèn hậu của xe thì như anh chị em cũng có thể nhìn thấy đây, còn như mới anh chị em nhé. Vâng, một chiếc xe đời cao thì anh chị em yên tâm về chất lượng của chiếc xe, tất cả những cái chi tiết của xe thì còn như mới luôn. Đó, cái khớp lối thì vẫn còn khít này. Vâng, khớp lối thì vẫn còn khít này. La răng của bánh đằng sau đây, 4 la răng đẹp đều như nhau anh chị em nhé. Vâng, 4 la răng đẹp đều như nhau luôn. Phần cua lốp bên trong đây. Đó. Sang cụm đèn pha bên này đây ạ. Đèn hậu. Vâng, sang cụm đèn hậu bên này đây. Đó. Như mới anh chị em nhá. Một chiếc xe này.
những cái đường khớp lối này cực kỳ là khít này, xe cũng không có hiện tượng là va quẹt cái phần cản sau. Đó, la răng của xe đây ạ, bốn la răng đẹp đều như nhau. Cua lốp thì sạch sẽ, không có hiện tượng han gì. Còn vào trong phần nội thất, vâng, vào trong phần nội thất xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Đây ạ, gương kính chỉnh điện anh em nhé. Tắp lô tắp ly là hai màu, là màu đen và màu kem đấy ạ. Có một vài chi tiết là bác chủ cũ đã bọc ra màu giả vân gỗ đây. Đó. Có chống trượt điện tử này. Vâng, có chống trượt điện tử. Tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong xe được trang bị màn hình giải trí Android cực kỳ là to rồi. Đó, tích hợp cam lùi. Ngoài ra thì xe đã được bác chủ cũ trang bị cho cam hành trình. Đó, cam hành trình này, tích hợp cam lùi này. Rồi là gương chiếu hậu chống chói anh em nhá. Đó, cực kỳ là xịn sò luôn ạ. Riêng cái gương này chắc cũng phải tầm 2-3 triệu. Đó. Và anh chị em có thể nhìn thấy cái những cái chi tiết bên trong phần nội thất đây, như là những cái lúm vặn điều hòa này, rồi là những cái phím bấm đây ạ. Còn như mới anh chị em nhá, còn như mới này. Đó, rõ nét này. Sáng bóng luôn. Ghế là ghế da màu ghi xám. Và nội thất ghế da màu ghi xám còn sạch đẹp này. Xe thì được trang bị 7 túi khí an toàn. Đó, táp ly của xe đây ạ. Vâng, đây táp ly của xe đây, rồi là phần táp lô đây ạ. Đẹp như mới anh em nhá. Vô lăng này. Đó, vô lăng thì cũng không có những hiện tượng là bị mai mọt do là cầm lắm nhiều. Đây ạ, phần củ số đây. Đó, phần củ số đây ạ. Phần cần phanh tay anh em nhá. Bệ tỳ tay này. Vâng, một chiếc xe còn đẹp như mới luôn. Order mới chạy được hơn 3 vạn, tư nhân một chủ từ đầu. Máy số zin xe đẹp không lỗi các bác nhá. Màu vàng cát ạ, sơn zin thì còn tầm khoảng 97-98%. Và bên em đang chào bán cho mẫu xe này với giá là 420 triệu ạ. Đó, phần táp ly cánh cửa đằng sau này, nội thất hàng ghế đằng sau. Sạch đẹp luôn các bác nhá. Đó. Còn bây giờ em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốp xe, keo chỉ lóc cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái đấy ạ. Vâng, đây keo chỉ anh chào nhá. Phần dưới này thì đã được dán một cái lớp gioăng cao su ở ngoài rồi, để cách âm, cách nhiệt cho tốt các bác nhá. Khi mà anh chị em đi trên đường thì không bị những cái tiếng ồn ào bên ngoài dội vào trong xe. Đó, đây ạ. Còn đây là phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ. Nguyên zin anh chào nhá. Trên dưới đây ạ. Đó, cái ngoằm chốt cửa thì vẫn còn sáng bóng như mới này. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, đây cánh cửa đằng sau thì cũng được dán một cái lớp gioăng cao su để cách âm rồi, chống ồn rồi. Đó. Đây ạ, phần ốc tai đây ạ. Phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị em nhá. Tiến ra phần cốp xe. Vâng, tiến ra phần cốp xe thì cái phần ốc đai đã được bảo vệ bằng cái tấm lỉ đấy rồi, cho nên là em không quay được ạ. Còn đây là phần keo chỉ của cốp xe này. Ở phần keo chỉ của cốp xe thì cũng đã được dán một cái lớp gioăng cao su để cách âm rồi. Còn đường keo chỉ bên trên đây. Đó. Được chưa ạ? Khoang cốp xe thì cũng tương đối là rộng rãi anh em nhá. Vâng, khoang cốp xe tương đối là rộng rãi này. Anh chị em cũng có thể để đồ thoải mái luôn ạ. Lỉ còn sạch sẽ như mới luôn. Ở phía dưới đây là lốp sơ cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Đó, lốp sơ cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đã. La răng của lốp sơ cua thì cũng còn như mới này. Lốp thì chắc là em nghĩ mới hạ được 1-2 lần. Vâng, anh chị em đừng nghĩ là những cái chiếc xe đời cao mà lốp sơ cua đã hạ rồi là xe chạy nhiều anh chị em nhé. Tùy theo căn bản là khi anh chị em đi trên đường, không may mà đi vào đinh, bắt buộc phải hạ lốp sơ cua xuống để đi về, thì lốp sơ cua cũng đã hạ rồi anh chị em nhé. Chứ anh chị em đừng nghĩ là chiếc xe đời cao mà lốp sơ cua đã hạ rồi là xe chạy nhiều, không phải. Do khi mà anh chị em đi trên đường không may gặp sự cố đi vào đinh hay là ấy, không có chỗ vá lốp rồi là ấy, thì mình phải bắt buộc thay cái lốp sơ cua xuống để đi nhé các bác nhá. Cho nên là không phải chiếc xe nào mà lốp sơ cua hạ rồi cũng chạy nhiều các bác nhá. Đó. Đây ạ, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Vâng, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt, được trang bị đầy đủ lốp sơ cua rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe rồi.
khoang cốp xe rộng rãi ở phía sau xe đã được trang bị cam lùi. Đó, cực kỳ là an toàn ạ. Và đây là phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là cánh cửa bên trên đấy chấm nhá. Đó, cũng được dán một lớp gioăn cao su ở ngoài rồi để cách âm chống ồn này. Đó. Còn đây là phần ốc tai đi ạ. Vòng phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới anh chấm nhá. Đó. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đây ạ. Nguyên zin luôn. Đó, trên dưới đây ạ. Cái ngoằm trước cửa thì vẫn còn sáng bóng này. Và cái ốc bắt chân ghế đây. Đó, cái ốc bắt chân ghế thì vẫn còn chấm sơn này. Ốc thì vẫn còn sáng bóng luôn. Ra cánh cửa đằng sau. Vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Đó. Còn đây là phần ốc tai này. Vâng, phần ốc tai đây ạ. Phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị nhá. À, cái phần cuối cùng là em sẽ đi vào quay khoang động cơ cũng như là keo chỉ của lắp capo để cho anh chị em có thể xem và cảm nhận yên tâm tuyệt đối về cái độ đẹp, cái độ zin của chiếc xe này. Đó nha anh chị em nhá. Vừa rồi thì em đã quay keo chỉ rồi là ốc tai, ốc bắt bản lề của bốn cánh cửa rồi, cốp xe rồi, thì anh chị em cũng đã xem và cảm nhận được rồi. Đó, cái phần cuối cùng em sẽ đi vào quay khoang động cơ đây. Vâng, đây tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đã. Nó còn cực kỳ là sạch sẽ như mới luôn. Và động cơ của xe thì đã được lên máy trắng rồi. Nó chạy ổn định hơn, bền bỉ hơn, tiết kiệm hơn các bác nhá. Thì đầu tiên cũng là phần ốc đai đã. Vâng, nguyên zin luôn. Hai bên anh xem nhá. Đây ạ. Phần keo chỉ của lắp capo này. Vâng, phần keo chỉ của lắp capo đó ạ. Còn đây là phần u giảm sóc và phần đinh tán đấy ạ. Đó, phần u giảm sóc và phần đinh tán anh xem nhá. Phần sắt răng này. Vâng, phần sắt răng đấy ạ. Ok chưa ạ? Cực kỳ là mới các bác nhá. Đây, phần u giảm sóc và phần đinh tán bên này đây. Đó. Động cơ của chiếc xe thì khô ráo sạch sẽ, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà. Được lên máy trắng rồi, chạy ổn định hơn, bền bỉ hơn, tiết kiệm hơn. Đây, ốc chân máy vẫn còn nguyên zin anh chị em nhé. Đó, ốc chân máy vẫn còn nguyên zin này. Máy zin số zin. Cho nên anh chị em yên tâm về mặt chất lượng của chiếc xe. Anh chị em cũng có thể về tại cửa hàng để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này ạ. Đó, một chiếc xe được nổi tiếng mệnh danh là mẫu xe quốc dân của người tiêu dùng. Đó, lồi đồng cối đá, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đây ạ. Mẫu xe cực kỳ là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Đây ạ, động cơ thì khô ráo sạch sẽ anh chị em nhé. Cực kỳ là sạch sẽ luôn. Không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà. Vâng, em sẽ quay lại tổng thể khoang động cơ của chiếc xe để cho anh chị em có thể xem và tham khảo đấy ạ. Đó, tổng thể khoang động cơ đó ạ. À, còn đây là cái tấm lỉ chống ồn chống nóng này. Vâng, cái tấm lỉ chống ồn chống nóng thì vẫn còn nguyên vẹn anh chị em nhé. Đó, vẫn còn nguyên vẹn luôn ạ. À, phần cuối cùng em sẽ đi vào quay cho anh chị em xem cái phần gầm bệ của xe. Phần gầm bệ của xe anh chị em nhé. Đây, phần gầm bệ của xe đây. Đó. Phần gầm bệ của xe thì còn cực kỳ là sạch đẹp này. Được chưa ạ? Đó. Được chưa ạ? Vâng, một chiếc xe đời cao thì anh chị em cứ yên tâm là cái phần gầm bệ sắt xi của xe không có hiện tượng là mai mọt hay là bị mối mọt anh chị em nhé. Còn cực kỳ là sạch đẹp luôn ạ. Vâng, và vừa rồi em đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ khoang động cơ gầm bệ của chiếc Avios đời 2018 đăng ký lần đầu 2019 số sàn động cơ 1.5 bản E màu vàng cát đẹp. Anh chị em mà đang quan tâm mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại là 0855 966 966. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vĩnh Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh
thì ủng hộ cho Ma Xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những cái video giới thiệu chi tiết những cái mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những cái buổi live stream báo giá trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì Ma Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ.